Cup Nguyệt San được biết đến như một sáng tạo đột phá dành cho chị em chúng ta mỗi khi đến kỳ kinh nguyệt. Nhờ có Cup Nguyệt San mà chúng ta có thể trải qua những ngày vốn dĩ khó chịu một cách thật thú vị, sạch sẽ, an toàn và tiết kiệm. Tuy nhiên, có thể do đây là một sản phẩm mới nên nhiều bạn còn lạ lẫm và chưa biết cách sử dụng sao cho đúng. Với mẫu Cup Nguyệt San BU Cup đồng hành cùng mình ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn hiểu hơn về Cup Nguyệt San cũng như sử dụng thành thạo hơn nhé. Trước khi sử dụng sản phẩm, dù là mới dùng hay đã qua sử dụng, hãy khử trùng cốc trong nước sôi từ 3 đến 5 phút nhé. Bước 1. Cho cốc vào cơ thể. Hãy rửa sạch tay của bạn. Trong không gian thoải mái, hãy chọn tư thế đưa cốc vào phù hợp. Bạn có thể ngồi xổm hoặc đặt một chân lên bậc cao, ngồi trên bồn vệ sinh hoặc bất kỳ tư thế nào mà bạn cho là thuận tiện nhất. Chọn được tư thế đưa cốc rồi, giờ hãy chọn cách gấp cốc nhé. Bạn có thể gấp cốc theo hình chữ C, hình chữ V hoặc cách thứ 3 là hình số 7. Bước 2. Đưa cốc vào trong cô bé. Trước mặt mình là mô hình mẫu. Bây giờ, bạn dần đưa cốc vào bên trong cô bé. Khi cốc đã ở hoàn toàn bên trong, hãy rút ngón tay ra để cốc tự mở. Đảm bảo cốc được mở hết bằng cách kiểm tra xung quanh đuôi cốc xem còn chỗ nào bị gập không nhé. Nếu có, hãy cầm phần chân cốc, xoay nhẹ để cốc mở hết. Khi cốc vào đúng vị trí, bạn kéo nhẹ phần cuống để kiểm tra lần nữa. Nếu cốc có độ cản lực căng nhẹ, nghĩa là bạn đã đặt cốc thành công rồi đấy. Với ưu điểm BU Cup có thể sử dụng tối đa lên đến 12 giờ, lượng chứa gấp 3 đến 5 lần băng vệ sinh bình thường. Bạn chỉ cần thay cốc 1 đến 2 lần mỗi ngày, rất tiện lợi đúng không nào? Bước 3. Thay cốc. Khi đã đến giờ thay cốc mới sau 6 đến 8 tiếng sử dụng thì đầu tiên vẫn là rửa tay thật sạch. Sau đó chọn tư thế thoải mái nhất rồi kéo phần cuống cốc kết hợp với cơ bụng để đẩy cốc xuống. Sau khi nắm được chân cốc, bạn nhẹ nhàng lấy ra theo đường zig zag, đổ dung dịch đi và vệ sinh với gel rửa Cốc Nguyệt San tặng kèm. Khi kết thúc kỳ kinh, hãy đun sôi cốc từ 3 đến 5 phút để khô và bảo quản trong túi vải velvet của BU Cup. Vậy là mình vừa hướng dẫn rất chi tiết cho các bạn cách sử dụng cũng như những lưu ý nhỏ ở mỗi bước. Mong rằng các bạn sẽ hiểu rõ hơn về Cốc Nguyệt San và có thể tự tin hơn mỗi lần sử dụng sản phẩm nhé. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.